Ok, bye bye mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cả trận đấu của 4 con boss chính ở trong chapter 1 để đi tìm xem con boss nào là mạnh nhất. Và các bạn nhớ đừng quên để lại like, subscribe để cho kênh tôi sớm đạt được 50k sub đã nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nào, theo dõi trận đấu thôi. Trận đấu này còn có bài kỳ tu sĩ kim chi trường lão hắc phong đại vương và hắc hùng tinh. Ôi quả thật bất ngờ vì bố đứa này lại đi đánh nhau. Thật ra là nhờ bàn món mà các pháp sư trong hoa chia sẻ. Từ khi trận đấu bắt đầu họ đã tự chia cặp để đấu với nhau. Hắc phong đại vương tóm đây mà kỳ tu sĩ hắc hùng tinh đánh với bạn là kim chi trường lão. Bọn chúng đánh nhau loạn xạ khiến người xem cũng khó theo dõi. Thôi thì làm tí thông tin về điều cười của bọn nó nhé. Mặc kỳ tu sĩ đắc chí cười. Kim chi trường lão tìm có cả xa cười ha 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 ha. Tao nói mình cười he 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 he. Kim chi trường lão tìm máu mười lần cười he 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 he. Hắc không tin đắng bản thân cười hô. Vậy là Kim Chi trưởng lão đã là người chiến thắng cuối cùng rồi. Tuy nhiên thì cái cách ăn mừng thì không được ok cho lắm khi mà cứ chổng mông vào camera thế này. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những clip sau các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.